xin lắng nghe ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về tất cả các vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Đoàn giám sát trân trọng lắng nghe và xin tiếp thu để hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Thực hiện theo đúng nội quy của kỳ họp, thì đề nghị đại biểu Quốc hội thảo luận, chủ tọa mời theo thứ tự đăng ký, và trong trường hợp cần thiết thì chủ tọa được phép là điều hành phát biểu không theo đăng ký. Thời gian phát biểu một lần là 7 phút, lần 2 là 3 phút, tranh luận không quá 3 phút. Trong trường hợp có nhiều đại biểu đăng ký phát biểu nhưng mà thời gian còn hạn chế, nếu mà sang buổi chiều thì đoàn chủ tọa có thể điều chỉnh thời gian phát biểu ngắn hơn để có thể lắng nghe được nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và tránh các ý kiến trùng nhau. Hiện nay thì trên bảng điện tử đã có 52 đại biểu từ 37 đoàn đăng ký phát biểu. Đầu tiên, xin kính mời đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn Bình Định phát biểu. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn Bến Tre chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, từ giữa năm 2022, tôi đã phát biểu trên diễn đàn Quốc hội là đề nghị là nên xét để công bố hết đại dịch COVID. Và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch tại Việt Nam. Đến nay, từ kinh nghiệm thực tiễn trải qua các đợt chống dịch, tôi cho rằng Việt Nam có thể yên tâm công bố hết dịch COVID vì đã đủ các điều kiện. Điều kiện đầu tiên là tỷ lệ bệnh nặng do COVID gây ra hầu như không còn, những ca tử vong chủ yếu do bệnh nền nặng mà có dương tính với COVID. Điều đó thấy rằng COVID vẫn còn lây nhiễm trong cộng đồng, không còn nguy hiểm, gây tử vong cao. Điều kiện thứ hai, Việt Nam đã đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine rất là rộng. Chúng ta đã có 266 triệu liều, người trên 12 tuổi được tiêm đủ 2 mũi cơ bản. Mũi thứ tư đã được tiêm cho người từ 18 tuổi có nguy cơ cao. Như vậy là chúng ta làm một cái thành công rất lớn trong việc tiêm vaccine. Điều kiện thứ ba, đấy là tình hình COVID trên thế giới đã ổn định. Đầu tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đại dịch COVID không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Đây là ba điều kiện cơ bản và cần thiết để Việt Nam chuyển COVID từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, nghĩa là bệnh từ nhóm A là nhóm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền cao và phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao. Còn nhóm B là nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh, có thể gây tử vong. Khi COVID không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A nữa, cần coi đây là bệnh lý chuyên khoa và xử lý như các bệnh lý chuyên khoa khác. Việc chi trả cũng cần như các bệnh lý chuyên khoa khác, nghĩa là do bảo hiểm y tế chi trả hoặc khám dịch vụ do người dân tự chi trả. Trải qua 3 năm chống dịch, chúng ta cần rút bài học kinh nghiệm từ những thành công và sai lầm trong quá khứ. Chúng ta không thể không thấy sự cố gắng của mọi tầng lớp xã hội chung tay chống dịch. Có những việc tưởng như không thể mà chúng ta đã hoàn thành trong thời gian rất ngắn và rất tốt, như là việc thành lập quỹ vaccine, như là việc tiêm vaccine diện rộng, thành lập các bệnh viện điều trị người bệnh COVID. Tôi còn nhớ khi đại dịch xảy ra thì có quyết định thành lập bệnh viện COVID cơ sở Hoàng Mai trên một bãi đất trống. Chính Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi vận động doanh nghiệp đóng góp tài chính, dồn sức xây dựng để một tháng sau đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Hàng nghìn bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch đã được chữa khỏi và ra viện từ nơi đây. Chúng ta đã chứng kiến cả một hệ thống vào cuộc với hơn 100% sức lực, nhưng hết dịch vẫn nhiều điều đáng tiếc xảy ra, những bài học kinh nghiệm vô cùng xương máu. Vì vậy, chúng ta cần khẩn trương chuẩn bị cả cơ sở vật chất, văn bản pháp luật, quy trình, hướng dẫn cần thiết để ứng phó tốt hơn với các loại dịch khác và có thể khả năng COVID-19 bùng phát trở lại. Tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất của đoàn giám sát về việc Bộ Y tế sớm ban hành các văn bản hướng dẫn sử dụng vật tư trang thiết bị y tế đã được chuẩn bị để chống dịch chuyển sang điều trị khám chữa bệnh thông thường. Bộ nên giao cho các bệnh viện địa phương quyết định việc sử dụng để tránh lãng phí những cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được mua sắm cho tặng. Vấn đề thứ hai đấy là về y tế dự phòng. Theo tôi, nhiệm vụ phát triển y tế dự phòng là thách thức lớn nhất của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Mới đây cùng đoàn công tác một giám sát của Quốc hội đến các trạm y tế xã, những khó khăn nổi trội nhất vẫn là nhân lực, thu nhập và chất lượng khám chữa bệnh và cơ sở vật chất. Tuy nhiên theo tôi, tăng lương, xây cơ sở đẹp, mua máy móc không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Lương không thể tăng mãi, cơ sở khang trang mà không có bệnh nhân, máy móc hiện đại mà không ai biết sử dụng, cuối cùng là lãng phí rất lớn. Thưa Quốc hội, trạm y tế xã là có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là dự phòng, tự nhiên là tiêm chủng, phòng chống dịch, giáo dục, tuyên truyền. Nhiệm vụ thứ hai là điều trị, là chăm sóc sức khỏe người bệnh, quản lý các bệnh mãn tính, sơ cứu, cấp cứu tại cộng đồng. Tuy nhiên, nhiệm vụ thứ hai ngày nay ngày càng teo tóp, khiến cho việc hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trở nên bội phần khó khăn so với trước. Dự phòng là mục tiêu quan trọng, nhưng chữa bệnh cũng cần được coi là chìa khóa để y tế cơ sở có đủ sức tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường ngày hôm nay. Sự bất hợp lý về chính sách đã bóp nghẹt sự phát triển của trạm y tế xã phường. Không có lý gì cùng một bệnh nền nếu chữa ở xã chỉ được sử dụng thuốc hạ huyết áp giá 100 đồng, trong khi lên tỉnh, lên huyện thì viên thuốc đắt tiền hơn được sử dụng. Một đêm trực, tiền thù lao không đáng là bao, khám một bệnh nhân chỉ được 27.000 đồng mà còn bị trừ ngược trừ xuôi.
Vậy làm cách nào để một hệ thống dày công xây dựng từ nhiều thế hệ đi trước không bị teo tóp và mất hoàn toàn chức năng điều trị? Theo tôi cần nên thử nghiệm mô hình mới, coi trạm y tế xã, phường là phòng khám của trung tâm y tế huyện. Các tiêu chuẩn con người là tương đương nhau cả người bệnh và nhân viên y tế. Các bác sĩ trung tâm y tế huyện sẽ có buổi khám ngoại trú cố định ở các xã phường, đặc biệt các bệnh mãn tính không lây nhiễm như huyết áp, đái đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vân vân. Đồng thời sẽ có buổi khám về ngoại sản nhi để tư vấn cho người bệnh đi khám chữa đúng địa chỉ, thăm khám sau khi đã chữa tại cơ sở y tế của tuyến huyện, tuyến cao hay những vấn đề đơn giản có thể xử lý luôn ở trạm y tế xã, phường. Ngoài ra với từng địa phương cần có kế hoạch chi tiết tới từng trạm y tế theo địa chính trị, cần may đo cẩn thận, không mặc đồng phục cho tất cả trạm y tế trong cả hệ thống. Ví dụ một trạm trưởng giỏi về siêu âm cần đầu tư máy để người ta phát huy khả năng của mình. Một y sĩ y học cổ truyền giỏi châm cứu cần có phương tiện chuyên biệt để họ triển khai. Một trạm y tế vùng cao không thể trang bị như một trạm y tế mà cách bệnh viện huyện có vài km, giao thêm quyền và trách nhiệm cho trưởng trạm y tế, động viên họ để phát triển thế mạnh của mình. Khi đã vận hành trơn tru, chúng ta có thể tiến lên bước nữa là phối hợp giữa các bệnh viện tỉnh và các trung tâm y tế quận huyện. Các bác sĩ giỏi ở tỉnh sẽ về huyện làm định kỳ trong tuần, những bệnh nhân sau mổ sẽ được khám lại ở huyện. Khi hệ thống đã liên thông thực sự, việc này rất nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã tiến hành với tuyến trung ương. Các bác sĩ đầu ngành đã có buổi khám tại các bệnh viện địa phương theo lịch. Tuy nhiên vẫn làm theo cái cách cá nhân nhỏ lẻ, chưa có hệ thống hướng dẫn cụ thể. Cuối cùng, số hóa ngành y tế bao gồm quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa sẽ là chìa khóa thành công cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Công nghệ thông tin còn giúp cho rất nhiều trong đào tạo liên tục. Tới đây khi luật khám chữa bệnh năm được sửa đổi chính thức có hiệu lực, 50 giờ CME bắt buộc sẽ tiếp tục gia hạn để gia hạn giấy phép hành nghề là động lực cho các lớp học trực tuyến. Tổ chức có hiệu quả, tiết kiệm là trách nhiệm của trường đại học và các bệnh viện thực hành. Đầu tư phần cứng, máy tính, camera, đường truyền và phần mềm là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Không đào tạo, thiếu cập nhật kiến thức, kém phần phản biện là nguồn gốc của sự đi xuống của bất kỳ hệ thống nào. Y tế còn bộn bề công việc, rất mong chính phủ, quốc hội, chính phủ, người dân có góc nhìn khách quan, cảm thông để ủng hộ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ vô cùng quan trọng là chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa quốc hội. Trước tiên thì tôi thể hiện cái sự thống nhất cao với báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc huy động quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Ở đây thì tôi xin có một số ý kiến phản ánh từ góc độ địa phương sau khi mà trực tiếp tham gia giám sát cái chuyên đề này tại tỉnh. Thứ nhất thì đối với cái việc huy động quản lý và sử dụng các cái nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thì do dịch bệnh là chưa có tiền lệ cho nên là có những cái vấn đề phát sinh mà pháp luật chưa quy định. Và tại thời điểm đó thì các cái cơ quan cấp trên cũng chưa thể có các cái văn bản hướng dẫn kịp thời, hoặc là có nhưng mà giữa các cái cơ quan thì có cái sự hướng dẫn thì nó cũng chưa có một cái sự thống nhất và đồng bộ với nhau. Cho nên là cái việc giải quyết ở cái thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ cũng phải đặt trong cái bối cảnh như thế để có cái hướng xử lý sao cho nó phù hợp. Tôi lấy ví dụ như là ở địa phương thì trong cái quá trình mà phòng chống dịch á, thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ thì có nhiều cái văn bản hướng dẫn cái việc sử dụng nguồn kinh phí vận động. Trong đó thì có cho phép đối với các cái tỉnh mà có dịch bệnh phức tạp thì ưu tiên cái kinh phí vận động cho cái công tác phòng chống dịch tại địa phương. Chỉ ngoại trừ cái nguồn ủng hộ mà có ghi rõ là mua vaccine thôi. Và sau khi hết dịch thì sẽ nộp cái số tiền còn lại để nộp về cho quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương. Và thực hiện theo cái tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã sử dụng cái nguồn kinh phí vận động này để mà ưu tiên cho cái công tác phòng chống dịch cấp bách tại địa phương.